Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Trek 3 Series, một dòng xe thương hiệu mà dân chơi nhìn phát là biết thương hiệu gì luôn, thương hiệu cực kỳ là nổi tiếng trong dòng xe đạp thể thao rồi, gần như là đứng top đầu, thương hiệu Trek cực kỳ là đẳng cấp. Và hôm nay em về một chiếc xe địa hình Trek 3 Series được sử dụng bộ ốp chuyển động Shimano Asia, phanh đĩa, bánh 26 inch khung nhôm. Toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên bản nguyên chiếc chính hãng hết các bác nhé. Khung nhôm model Trek, Trek model 3 Series. Một dòng xe cũng được các bác sử dụng rất là nhiều, giá rẻ và được thương hiệu tốt. Cộng với cả bộ cấu hình nó cũng tương đối là ngon trong dòng xe đạp của Shimano. Đây, và bộ Asia. Clip này là clip thả cũng của Shimano luôn. Đặt đĩa trên Shimano này. Mayo cũng được sử dụng là Mayo Shimano chạy bi côn. Bánh là 26 inch, phanh đĩa cơ. Trên phần ghi đông cũng được trang bị bộ tay bấm xả Shimano với đây 8 sở bit tương ứng với 8 tầng lip, và bên này là 3 tương ứng với 3 tầng đĩa cho xe có 24 tốc độ khác nhau. Về tổng thể xe lớp sơn các thứ thì còn tương đối là đẹp đấy, chỉ có là đã qua quá trình sử dụng tại thị trường nước ngoài cộng với việc là vận chuyển nhập khẩu về nên là nó sẽ xuất hiện những cái vết xước không thể tránh khỏi. Nhưng mà những cái này thì đánh Kala vào hay là có những cái sản phẩm vệ sinh xe đạp ấy, nó sẽ rất là sạch và nó cũng liên tông cũng tương đối là mới. Cọc yên yên zin luôn các bác nhé, toàn bộ xe là nguyên zin nguyên bản hết, rất là đẹp. Sử dụng bộ ghi đông cong đổ đèo, khi mà sử dụng cái ghi đông cong này thì nó sẽ có cái cảm giác lái nó tốt hơn là ghi đông thẳng, và lúc xuống dốc đổ đèo cảm giác lái nó rất là tốt. Sản sóc dầu cũng nguyên zin theo xe. Đây, logo check đây, kết hợp với SR Suntour. Dâm sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 46 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt 55 cm. Thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m63-64 đến 73-74 đi phù hợp. Tổng Asia 8 lít và 3 đĩa cho 24 tốc độ khác nhau. Đấy, chuyển động cũng còn rất là ngon, rất là tốt. À, giá bán của chiếc xe bên em đang bán chỉ có là 6.300.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả ấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn em bên lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.